mẹ. Quay đến lúc mà nhìn đi không. Bây giờ sẽ là giá của chiếc than này, anh sẽ là người sở hữu chiếc than. Thôi mà không quay đi, không quay đi. Mẹ cầm. Có giá là... Hai cái gì? Ấn á? Không, chẳng bị ấn, cứ cầm lên thôi. Thì cái này cũng như thế này còn gì? Tên là Chú Tế Úc. Bạn có một chiếc than. Và hy vọng rằng khi nào sử dụng thì bạn... Than chưa? Và cái này thì tôi nghĩ rằng bạn nên sử dụng vì đó là giải thưởng dành cho bạn, chúng ta chưa biết. Bây giờ sẽ là giải thưởng cho người chơi mang tên là Chú Tế. Xin mời giải thưởng. Giải thưởng với các bạn nếu có các bạn bên này là một lò vi 68M24. Quay cái bàn thế này. 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 Ăn ăn đi, ăn đi, ăn đi, không bị gãy say. Xin mời câu chuyện về sản phẩm.